Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trading Mart. Mình là Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ở trong phiên ngày 16 tháng 5 năm 2024. Thì giá vàng ở trong phiên ngày 15 tháng 5 đã mở cửa ở mức 2.357 và đóng cửa lên mức 2.385, thể hiện cho là một lực tăng cũng khá là mạnh mẽ sau khi mà những cái dữ liệu của hôm thứ năm công bố ra về những cái tin về CPI thì giá vàng đã bật tăng lên một nhịp rất là mạnh, kết hợp với cả những cái tin tức về xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn còn căng thẳng đã đẩy giá vàng tăng lên một lực khá là mạnh. Vậy thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào? Mình sẽ đi phân tích để đưa cho các bạn một góc nhìn khách quan về vàng và một plan để giao dịch vàng cho ngày hôm nay. Trước tiên là chúng ta sẽ điểm qua những tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Về ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái tin ở lúc 7:30 chiều là những tin yêu cầu thất nghiệp. Yêu cầu thất nghiệp này thì chúng ta sẽ được dự báo của các chuyên gia là 219.000 so với kỳ trước là 231.000. Nếu mà tin yêu cầu thất nghiệp này ra mà giảm như này thì thể hiện cho là một điều tốt cho đồng đô la Mỹ. Thì đây có thể là một tin tốt cho đồng đô. À, chúng ta có những tin về giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng thì cũng được dự báo là tăng lên so với kỳ trước. Kỳ trước là 1,46 triệu, kỳ này 1,48 triệu. Tiếp theo chúng ta sẽ có những tin về chỉ số sản xuất Phoenix Fed. Chỉ số sản xuất thì được dự báo là một cái tin xấu cho đồng đô la Mỹ. Vì sản xuất các ngành sản xuất Phoenix Fed thì đã được dự báo là 7,7% so với kỳ trước là 15,5%. Và 8:15 tối chúng ta sẽ có những tin về sản xuất công nghiệp. Sản xuất công nghiệp cũng được dự báo là một tin giảm cho đồng đô la Mỹ. Đây là về những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Hôm nay cũng là phiên thứ sáu, là phiên đóng cửa cái đến tuần, nên là chúng ta cũng hết sức là cẩn thận cho những ngày hôm nay. Thứ sáu thường nó biến động rất là khó lường các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 5 thì giá vàng 999 ở trong nước được SJC và các tập đoàn vàng Doji niêm yết theo thứ tự mua bán như sau. Giá vàng SJC ở trong nước thì đã 87,7 triệu đồng trên một lượng, đến 90,2 triệu đồng trên một lượng. Doji thì 87,7 đến 89,4 triệu đồng trên một lượng. Vàng thành phố Hồ Chí Minh thì 87,7 cho đến 90,2 triệu đồng. Còn Doji thành phố Hồ Chí Minh thì 87,7 cho đến 87,4 triệu đồng trên một lượng. Đây là về giá vàng trong nước. Còn giá vàng quốc tế thì theo như vào 20 giờ tối ngày 15 tháng 5 là giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường ở mức 2.370 đô trên một ounce sơ. Giá vàng giao ngay ở tháng 6 năm 2024 trên sàn New York ở 2.374 đô trên một ounce sơ. Giá vàng thế giới đêm ngày 15 tháng 5 cao hơn khoảng 14% so với cuối phiên ở năm 2023. Giá vàng thế giới quy đổi theo USD tại ngân hàng thì ở mức là 73,5 triệu đồng trên một lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước tính theo giờ cuối phiên ở ngày 15 tháng 5. So với cùng kỳ, tin CPI tăng 3,4% khớp với dự báo. Đây là một trong những tin tức tích cực đối với Cục Dự trữ Liên bang. Lạm phát hạ khiến giúp cho Fed có thể đưa ra quyết định hạ lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang có thêm những cái dấu hiệu chậm lại. Lạm phát hạ nhiệt cũng xoa dịu tâm lý của các nhà đầu tư lẫn người tiêu dùng của Mỹ. Các tín hiệu trên thị trường thì cho thấy là khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tăng thêm. Đồng đô la thì ngay lập tức giảm theo những cái tín hiệu hạ nhiệt của giá hàng hóa của Mỹ vào lúc 20:40 theo giờ Việt Nam. Trên phiên của ngày 15 tháng 5 trên sàn Mỹ thì chỉ số DXY là chỉ số đo lường về biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm xuống còn 104,6 điểm so với mức 105,1 điểm cùng giờ ở phiên trước. Dự báo giá vàng thì giá vàng dự báo là sẽ vẫn còn tăng do căng thẳng của Ukraine và Trung Đông vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt. Nga thì đang công phá trên nhiều mặt trận tại Ukraine và xuất hiện các cuộc giao tranh khốc liệt. Trong khi đó, Trung Đông và Iran gần đây cho biết là sẽ
tạo bom hạt nhân nếu Iran à nếu Israel nếu bị Israel đe dọa. Với những cái tín hiệu từ hàng hóa của Mỹ hạ nhiệt thì khả năng đồng đô sẽ tiếp tục trùng xuống và có thể yếu đi khi mà cuộc họp vào tháng 9 dần ngắn lại. Gần đây dự báo cho rằng là giá vàng sẽ suy yếu trong mùa hè năm nay và có thể vào tháng 5, tháng 6 khi mà Fed chỉ hoãn hạ lãi suất. Tuy nhiên nếu mà lạm phát của Mỹ tiếp tục kiểm soát nền kinh tế thì có thể thêm tín hiệu yếu đi và vàng có cơ hội gia tăng điểm số theo sự yếu đi của đồng bạc xanh. Đây là về những tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Đa phần những cái tin tức là sẽ ủng hộ cho là vàng nó sẽ tăng tiếp trong thời gian tới. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại chart vàng. Nếu như quay trở lại chart vàng ở trong đồ thị này thì các bạn nhìn thấy một cái điều ở khung ngày đây. Thứ nhất là giá vàng nó đang chạm phải cái vùng đỉnh trên khi mà có nhịp điều chỉnh, thì đây nó đang chạm phải vùng kháng cự ở mức 2393 2394, và giá vàng nó đã bật tăng nhịp ngay sau khi mà nó chạm cạnh bên dưới, và Ben thì bây giờ đang hướng đi hai bên và đang hướng đi ngang các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng bật những cái vùng kháng cự và hỗ trợ lên, thì đây nó chính là một cái vùng kháng cự chính ở trong phiên ngày hôm nay. Chúng ta sẽ về đến cái khung 4 giờ. Giá vàng ở khung này thì nó vẫn được ủng hộ bởi xu hướng tăng và nó ủng hộ tiếp bởi những cái được mua, và cái thứ ba nữa là nó ủng hộ bởi những cái tin tức đưa ra, nhưng mà nó có một cái yếu tố không ủng hộ, đấy là nó đang chạm phải vùng kháng cự và cạnh bên trên, thì liệu nó có một cái nhịp điều chỉnh xuống hay không. Thì chúng ta sẽ về khung 4 giờ để chúng ta quan sát kỹ hơn. Về đến khung 4 giờ thì các bạn có thể chỉnh kẻ ra được một cái chen của khung 4 giờ này. Cái chen này thì hiện tại nó đang là một chen tăng các bạn nhé. Chen tăng thì chúng ta làm sao, chúng ta sẽ canh mua thì chúng ta không canh bán, nhưng mà nó đang ở vùng kháng cự trên đây, vùng 2399 2400 là vùng con số tròn, nên là nó đang ở vùng kháng cự trên và các cạnh Ben thì nó đang bám sát theo cạnh Ben trên để đi lên, cho nên là chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ hơn ở những khung nhỏ và Ben đang mở ra. Khi mà Ben mở ra thì lực nó đã tăng rồi và nó cần một cái lực tích lũy thì để nó tăng tiếp, nên chúng ta sẽ về đến cái khung 1 giờ. Về đến khung 1 giờ thì các bạn nhìn thấy được là một cái bức tranh toàn cảnh hơn của vàng, là đây là cảnh chen của khung 4 giờ này và đây là cái mức kẻ xanh xanh đây là mức hỗ trợ của cái vùng đỉnh cũ trước đấy này, và đây cũng là một vùng hỗ trợ nhỏ, cái vùng này nó không không khỏe nữa nha, vùng này nó chỉ là vùng yếu này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ canh mua vàng lên, trong ngày hôm thứ sáu này chúng ta sẽ canh mua vàng lên. Mình nghĩ là giá vàng ngày hôm nay nó sẽ đi theo kịch bản là trong phiên sáng ngày hôm nay nó sẽ lên được đến 2401. Để làm gì? Nó lên được 2401 để nó chạm lại cái vùng số tròn, và ngày hôm nay chúng ta có thể canh bán lướt ở vùng 2401 2403 SN 2408 và TB thì chúng ta chỉ TB đến xuống vùng 2386. Này là một kèo, cho kèo này đạt tỷ lệ 13.32, và ngày hôm nay chúng ta sẽ canh bán lướt này thì chúng ta chỉ canh bán nhỏ thôi, còn chúng ta sẽ canh mua chính. Vậy thì chúng ta sẽ canh mua ở đâu? Thì các bạn nhìn thấy được là các đường Ben nó đang dốc lên và toàn bộ Ben nó đang hướng lên, nến thì đang nằm trên Ben của khung H1. Chúng ta sẽ về đến cái khung M15 để chúng ta quan sát kỹ hơn. Về đến khung M15 thì đây nó là một cái lực đẩy bắt đầu của một con sóng tăng này, thì giá vàng nó có thể quay trở lại cái vùng này hoặc là nó sẽ quay trở lại cái vùng Fibonacci. Nếu như đây là cái đỉnh của con sóng tăng thì nó sẽ quay trở lại vùng Fibonacci thì ở vùng 68 này, nhưng vùng 68 này thì nó không có cản quá mạnh, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ canh mua chính về và ngày hôm nay mình sẽ canh mua lên ở vùng 2355 và SN thì chúng ta sẽ đặt ở vùng 2348 và TB thì chúng ta sẽ TB lên vùng
2390. Đây là về cái kèo cánh mua chính cho ngày hôm nay. 2353, 2355. SN thì chúng ta sẽ đặt ở vùng 2346 đi. Và TB lên 2376 là TB1 đạt tỷ lệ 12.26 và TB lên 2390 là TB2 là tỷ lệ 4.5 1.45. Đây là về những cái kèo cho ngày hôm nay. Còn ở trong phiên Á sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ canh mua lướt lên ở vùng 2377 phiên Á phiên Âu nhé. Và SN chúng ta sẽ chỉ cần đặt ở vùng 2372 thôi. Và TB thì chúng ta sẽ TB lên đến vùng 2392. Thì kèo này cũng đạt tỷ lệ 1-2. Còn kèo canh bán lướt thì chúng ta sẽ canh bán ở vùng 2401, 2403. SN chúng ta sẽ đặt 2408 và TB chúng ta TB về 93 và TB về 88. Đây là về những cái kèo canh mua và canh bán cho ngày hôm nay. Chúng ta sẽ canh mua chính ở vùng 2353, 2355 và SN chúng ta đặt 46 các bạn nhé. Đây còn về hai cái kèo này là chỉ nước ở trong phiên Á và phiên Âu thôi. Nếu phiên Á và phiên Âu hai kèo này nó không khớp một trong hai kèo này thì chúng ta cũng không không giao dịch hai cái kèo nữa. Chúng ta sẽ chỉ canh bán cái mua lên ở vùng 54 thôi. Thì đấy là một cái kèo chắc chắn nhất của ngày hôm nay. Và đây là nhận định xu hướng giá vàng của mình. Ngày hôm nay thì mình vẫn dự báo là với một cái lực đẩy tăng như này thì giá vàng nó sẽ tiếp tục có một cái lực đẩy lên đến vùng 2400, 2410. Đây là về những cái lực đẩy cho ngày hôm nay thì mình sẽ dự báo là giá vàng sẽ vẫn có một lực tăng tiếp. Đây là về nhận định xu hướng giá vàng của mình ở trong ngày hôm nay. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều năng lượng và giao dịch thật là hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã xem video.